em là một người rất là sợ đau nên là trước phẫu thuật em nghĩ là nó rất là đau, nhưng mà so với tưởng tượng đau mồi thì thực tế em đau tầm 1-2 thôi, có khi là không đau nữa. Chào mọi người, em tên là Hồng Thanh, em là sinh viên năm cuối của trường Đại học Kinh tế Luật. Hôm nay là 7 ngày em nâng mũi, sụn sườn toàn phần và độn cằm ở bác sĩ Trần Phương à. Trước đây thì mũi em nó có một cái điểm gồ và đầu mũi khá to và bị bẹt cả hai bên. Thì cái cằm của em nó lẹm, nói chung là nhìn góc nghiêng của em hình cảm nhận là em không có cái cằm. Thế nên em quyết định là đi nâng mũi và độn cằm. Em biết đến bác sĩ Phương thì nhờ bạn em, thì bạn em đã nâng mũi công chúc ở đây. Thì sau khi bạn em làm thì em thấy phông mũi khá là tự nhiên, khá là đẹp. Thì sau 3 tháng mà theo dõi thì em quyết định làm ở đây. Bạn em là mũi công chúc thì quyết định của em là mũi sụn sườn thì nó hơi khác một tí xíu, thì tại vì được ủng hộ từ gia đình với lại bạn của em thì khuyên em nên là làm sụn sườn toàn phần đi, nó sẽ đẹp hơn, tự nhiên hơn, với lại thời gian nó sẽ bền hơn. Trước đây em có chỉ dự định nâng mũi thôi, nhưng mà sau khi theo dõi bác Phương á thì em xem được một cái clip chị kia nâng mũi và đụng cằm khá là tự nhiên, khá là đẹp, nên là em quyết định đến bác tư vấn hai dịch vụ là nâng mũi và đụng cằm luôn. Và bác đồng ý, em là một người rất là sợ đau nên là trước phẫu thuật em nghĩ là nó rất là đau, nhưng mà so với tưởng tượng đau mồi thì thực tế em đau tầm 1-2 thôi, có khi là không đau nữa. Em khá là bất ngờ vì cái điều này. Vì vậy ai có ý định nâng mũi thì có thể đến bác sĩ Phương để thực hiện ạ. Sau một ngày thì em được nhận clip quá trình phẫu thuật của mình thì em thấy nó cũng không đáng sợ như em nghĩ. Em thấy là các anh chị khá là tận tâm, gọi là ekip đội ngũ được quay chụp ghi hình lại rõ ràng, minh bạch, và cái sự tin cậy của mình nó được cao hơn nữa. Hôm nay là ngày thứ 7, sau khi tháo nạp ra thì chưa có được nhìn gương á, thì các chị xung quanh nhìn bảo em là em thay đổi nhiều. Sau khi mà em được cầm gương thì em thấy ồ, mình thay đổi thiệt, thay đổi nhiều thiệt. Em có chụp hình cho người nhà em coi thì người nhà em nói em là thay đổi nhiều, đẹp hơn. Mấy dì điện hỏi thăm thì mấy dì nói cái khuyết điểm môi của em nó bị nhọn á, thì nó cải thiện hơn, nhưng mà nhìn nó không có nhọn nữa. Được nhận những lời nhận xét khá là tích cực thì em cũng cảm thấy vui, em cảm thấy là hài lòng với quyết định của mình, với lại là em nghĩ quyết định này khá đúng đắn. Và những ngày qua thì em có quay lại những cái hành trình thay đổi của mình từ đây đến ngày 14, mong là em có một sự thay đổi ngoạn mục hơn, thì mọi người hãy chờ clip hành trình thay đổi của em nha. Xin chào mọi người.